mắt của anh đã hồi phục lại hết rồi có phải không tại sao anh lại giấu em như vậy anh không thể nói sự thật với em anh cảm thấy nếu em biết được mắt anh đã hồi phục thì em sẽ rời xa anh hy vọng em không phải không phải bởi vì chuyện đó anh mới không nói với em đâu Mà là không thể tin tưởng em nên mới không nói ra Chính vậy mà. Không phải sao Bởi vì không thể tin em Nên mới giấu em như vậy Anh đã tin em rồi Nhưng mà em không tin tưởng anh đâu Không phải em đã giấu anh Chuyện đốt với chút sao Bởi là vì hiền vũ à chủ tịch à em biết bạn gì chút đâu có khả năng sẽ quay hiếp tới anh nhưng vẫn đốt nó đi là bởi vì hiền vũ sao em không sao chứ trong cuộc hậu có bố nhìn thấy anh tuấn thái em cũng hết hồn có phải không Mắt của ảnh cũng đã phục hồi rồi Em cũng không biết có phải không Không có Trước đó em đã biết hết rồi Em đã biết rồi à Dĩ nhiên rồi Chủ tịch đâu có lý do nào để giấu em đâu Chính nhầm Phùng Tiên đang đợi em Em phải đi trước đi Hôm nay Em cảm ơn anh Chính nhầm mà Sao ra trễ quá vậy Không phải mình nói có chuyện muốn nói với cậu hay sao Cậu nói cậu sẽ ra sớm nên mình đứng đây đợi cậu luôn đó Sao rồi hả Xảy ra chuyện gì Đồ Huệ Bân lấy gì chút rồi Đồ Huệ Bân lấy gì chút rồi sao Sao lại như vậy chứ Tôi có kế hoạch khác với Phát Hiền Thành Trước khi thực hiện kế hoạch của tôi Cô đứng ở đây trước đi nha Đồ quậy bưng Nên bệnh ra quy hiếp phải không nên mình đã hết cách rồi chỉ biết làm vậy thôi cô ấy nói là nếu không đem di chúc đi thì cô ấy sẽ làm hại cậu đó cho nên cô ấy đã nhốt mình ở trong kho là vì muốn lấy di chúc hay sao phát hiện thành chúng ta đi đâu nữa rồi bởi vì kế hoạch đã dốc sức chuẩn bị đều bị phá hết nên đã bị sốc quá rồi có phải không? Mình phải ăn ủi ảnh mới được chứ. Chắc chắn là mình phải làm như vậy thôi. Đồ tương thái! <laughs> làm gì có thể trút giận được sao? Cho nên, phải điều tra kỹ càng trước mới lên kế hoạch chứ Không lẽ em lại Chẳng lẽ em là cái gì Là biết nữa chứ gì Em tưởng anh cũng biết chuyện rồi chứ Đâu quậy bân Em tưởng anh đã biết rồi chứ Anh đâu thể nào không biết Biết rồi mà còn giấu anh sao Người giấu em trước là anh mà Anh đã làm xong hết kế hoạch thăm dò trạng thái của Đô Tuấn Thái Còn nói dối em suốt nữa Chẳng lẽ anh quên rồi hay sao Đã nói xong là sẽ liên kết với em Em giả bộ cô biết để anh bị bẻ mặt Em không rảnh coi đâu Em cũng đang làm kế hoạch khác mà em bận lắm Còn nữa Em không giống anh Kế hoạch của em đã thành công rồi <laughs> Kế hoạch gì đây? Đánh bài của Đô Tuấn Thái Có thể trả bài hôm nay Làm anh phải chịu quốc ước rồi Bây giờ đang nằm trong tay của em Bài gì nữa? Di chúc của ba anh đó Bây giờ đang nằm trong tay của em bởi vì mình mà chủ tịch mới trở nên như vậy cho nên mình không thể tới chỗ của hiền vũ nữa chính nhậm à hiền vũ với mình không thấy hợp nữa được đâu còn nữa mình không thể bỏ mặt chủ tịch đã chỉ mình mà đang nông nổi như vậy được chủ tịch à à chính giờ mà bây giờ anh đang định qua chỗ em nè xảy ra vấn đề rồi vấn đề đồ quệ bân đã lấy bản di chúc đi rồi cái gì vậy em muốn sao đây là điều kiện giao dịch của em vị trí giám đốc <laughs> Cộng thêm năm công ty con nữa phải không? Mấy công ty con này là hạt nhân của tập đoàn Quang con. Em thấy mình quá đáng không? Dương quốc này sẽ là của anh ngay lập tức. Có phải anh còn thấy tiếc nữa hay sao? Nếu anh quyết định xong, thì hãy dựa theo điều kiện đó chuẩn bị bản hợp đồng đi. Đúng rồi. Lúc đem hợp đồng tới, Tiền thể anh cũng đem theo những chứng cứ có liên quan tới em luôn nha có nhớ chưa? Anh phải quỷ bỏ trước mặt em. Đó cũng chính là điều kiện giao dịch của em. Chắc chắn đồ quệ bưng đã lấy đi bản di chúc đó để giao dịch với phát hiện thành rồi phát hiện thành vì muốn có được công ty nhất định sẽ cần phải di chút đó dù đô quệ bân có cần gì đi nữa hắn cũng sẽ chấp nhận thôi nhưng mà nếu như đem công ty của ba mình trao cho phát hiện thành như vậy thì cho dù thế nào đi nữa đô quệ bân có thể làm như vậy được sao không nhớ những lời đô quệ bân đã nói ở chỗ cất trôi cốt của ba cô ấy hay sao đô quệ bân muốn hạ gục chủ tịch xong sau đó sẽ xử lý phát hiện thành đây chính là giao dịch mà cả đô quệ bân và phát hiện thành đều muốn có được nó hết Không thể để cho hai người đó có được thứ mà họ muốn được Nếu không bị đâu Quệ bân lấy bản Di chúc đi thì đâu có xảy ra chuyện này chứ Cho nên phải tìm lại từ đầu mình nói với bà hiểu nhuận rồi mình đã nhờ anh ấy thăm dò coi đâu quệ bân cất di chúc ở đâu rồi bất cứ giá nào thì mình cũng phải tìm lại di chúc lần này nhất định phải đốt bỏ anh tìm em trước luôn có chuyện gì sao anh đuổi em ra khỏi nhà với công ty rồi mà anh hỏi thẳng em nha em đã đưa bản di chúc cho phát hiền thành phải không à anh cũng nghe nói trong tay của em có bản di chúc đó sao trả lời vấn đề anh đã hỏi em đi xem ra anh nôn lắm đó sợ em đưa cho phát hiền thành sao lỡ như giao dịch thành giao cũng có thể em sẽ đưa cho ảnh chắc em cũng đã biết được bạn gì chút đó có ý nghĩa gì rồi nếu được cái đó cho phát hiện thành thì những chuyện ba đã làm lúc lấy được công ty này sẽ bây giờ trọng ra hết đó vậy cũng không sao luôn hả giờ không phải lúc là cho người cha đã khuất đâu nếu phát hiện thành lấy mất đi di chúc thì anh sẽ bị ảnh cướp đi vị trí chủ tịch thôi anh nói thật đi không phải anh lo danh dự của ba nên mới tới gặp em có đúng không anh muốn giữ lấy vị trí anh đang ngồi hiện nay Nên mới tới gặp em phải không So với danh dự của bà Lòng thấp của em quan trọng hơn sao Con người ai cũng vậy thôi Đừng có làm ra vẻ mình rất cao thượng. Đồ quệ bơ Anh nói anh muốn không giống như vậy phải không Nhưng trong mắt của em Anh cũng giống như phát hiện thành thôi Nó muốn liên kết với em Mà còn phản bội là em nữa Hay chỉ là lợi dụng em Hy vọng em đưa dây chút cho anh có phải không về anh cũng hãy đưa ra giao dịch đi nếu như vậy chắc em sẽ suy nghĩ lại đó mình sẽ trả thù từng người từng người một mà hãy đợi đi đô tuấn thái Không phải bởi vì chủ tịch mà em găng đôi Quệ bân đâu Em nói gì là sao hả Anh đánh trận chiến này Là để bảo vệ danh dự cho ba anh Không bị giành mất công ty Nhưng em cảm thấy đôi Quệ bân và phát hiện thành Hai người đó nhất định sẽ bị trừng phạt mà Cho nên mới bắt đầu trận chiến này Em cảm thấy Những người như họ Không thể có được những thứ mà mình muốn đâu Nhưng bây giờ chúng ta đang đối với người giống mình một tiêu cũng không như vậy đâu anh cũng biết là tuy mục tiêu như nhau nhưng mục đích thì không giống nhau mà lý do mục đích chiến đấu của em với chủ tịch đều không giống nhau cho nên anh và em không thể trở thành một phe được anh có hiểu hay không không phải anh hy vọng em đứng về phía anh mà anh hy vọng chúng ta cùng về một phe anh cảm thấy chị dâu có thể đứng về phía anh sao? Anh muốn chấp nhận điều kiện giao dịch mà chị dâu đưa ra sao? À, anh không còn lựa chọn nào nữa. Chị dâu lợi dụng bởi di chúc của bà để lấy những gì mình muốn. Đâu phải anh không biết chứ? Anh biết. Tuy là biết vậy, nhưng mà chuyện trong cuộc họp quản trị khẩn cấp cũng là chuyện trong cuộc họp công bố hôm nay. Kế hoạch đánh gục đội tướng Thái đã bị phá sản hết rồi. Đành phải chấp nhận. Đề nghị của chị dâu em thôi. Anh... nếu có phải vì hạn chính dặm đó xen vô lấy bản di chúc của ba chúng ta ra đồ giỡn thì cũng đâu có xảy ra chuyện như vậy em nghĩ lại đi lúc đó phải đốt bỏ thật đó bởi vì đó là di chúc của ba anh cho nên em mới không đốt bỏ nó nhưng mà em đã phán đoán lầm rồi tuy là có lỗi với anh nhưng em sẽ tìm lại bản di chúc đó rồi quỷ nó đi Em không thể để anh và Nô Bệ Mân nằm giấc mơ không ra gì nữa. Em sẽ làm như vậy đó. Anh, bây giờ ngừng cuộc chiến này đi nha. Anh muốn làm chủ công ty này phải không? Anh hãy dự vô năng lực của mình để thắng Tuấn Thái một cách chính đáng đi. Anh có đủ năng lực để làm chuyện đó mà. Tại sao anh phải thắng vậy chứ? Cho nên anh muốn giao dịch với chị có đúng không? Anh sẽ làm bởi vì đó là giao dịch mà anh đang rất cực để tìm lại công ty này anh có thể làm bất cứ chuyện gì có chuyện gì sao không phải anh nói là muốn uống một ly sao ở đây uống một ly cũng tốt thôi mà trước đó em còn ngăn cản không cho anh vô trong nữa mà các nhân viên ai cũng biết hết cho nên anh đã hết cách rồi anh mới làm vậy thôi. Anh cũng hết cách thiệt rồi. Anh nói thiệt đó, anh hết cách rồi. Cho nên anh cũng hết cách rồi mới làm vậy thôi. Không chấp nhận sao? Tâm trạng của em hôm nay rất tốt, nên em sẽ chấp nhận vậy. Em thật sự không cho anh biết. Vì điều gì mà tâm trạng em tốt sao? bí mật mà đừng có vậy nữa đó anh nghe thử đi ừ? Ừ. ừ nếu như em nói trong tay của em có lá bài vua có thể thay đổi được hình thế bài vua cái này là gì chút thiệt sao à, lá bài vua là cái gì vậy Em không thể cho anh coi thử thôi, Một chút thôi Làm vậy không được đâu Bài vua tại sao là bài vua chứ Bởi vì đó là lá bài rất thần bí Phải giấu rất là kỹ Đợi khi có cơ hội tới rồi Em sẽ lấy nó ra xài đó <laughs> Em giấu nó kỹ như vậy Chắc là để nó vô trong kho vàng của ngân hàng rồi chứ gì Phải vậy không Ừ, không phải Em giấu ở chỗ không ai có thể ngờ được đâu. Ở một chỗ không ai có thể ngờ được. Sao vậy? Anh muốn biết hay sao vậy? Chỗ đó là chỗ nào vậy? Anh đã tìm được chỗ đồ quầy Bân cất giữ như chút chưa? <laughs> anh là ai hả? Không phải anh đã nói là cứ tin anh đi hả? Sau đó thì sao? Chỗ cô ấy cất giữ như chút là chỗ nào hả? Một chỗ rất là bất ngờ. Một chỗ rất bất ngờ. Cô đã cất anh trong phòng chủ tịch đó phòng chủ tịch sao được em biết rồi đồ huệ bân cũng thông minh thật đó nha cô ấy đã chọn cái chỗ mà không ai có thể nghi ngờ được bây giờ mình tới phòng chủ tịch thì thử đi Cậu đã cất chi chút trong cuốn sách ở trên kệ sách đó đã tìm được chưa đô quầy bưng cô đem cái này đốt bỏ giống như lần trước nữa đi đây nè đốt nó đi giống như lần trước đó đúng rồi cái này là giả thôi cũng giống như cô lấy di chúc giả để câu tôi vậy đó tôi cũng thử làm luôn cái gì tôi sẽ làm trả cô y như những gì cô đã làm cho tôi giống y những gì cô đã làm tôi đã giấu di chúc thật sự ở chỗ khác rồi một chỗ mà mật thám của cô cũng không biết được đâu. đưa anh ta vô đi. đâu rồi băng hình như có hiểu lầm gì đó. anh thật sự không biết gì đâu. mẹ hiểu nhầm hả? cô tưởng tôi không biết gì sao? trương vũ anh chính là mật thám của cô có phải không? Ừ, tại tại sao? ờ mẹ yêu dân, hả anh đây anh đã điều tra ra chuyện em nhờ anh rồi chỗ đâu mà bên cất gì chút đó <laughs> anh là ai hả hả không phải anh đã nói là em cứ tin anh đi sao dám phản bội tôi đứng về phía của hàng chính nhầm hả tôi cho anh cơ hội để lấy quán trả ơn có phải không ơ à, có phải không không phải vậy đâu lôi hai người này ra ngoài đi Ê, bu ra quậy bân quậy bân ừ à. <laughs> bu tôi ra quậy bân đồ quậy bân cô không cần quốc ức như vậy đâu ở ngay cái chỗ này chính cô cũng từng đã lôi tôi như vậy mà cảm giác bị ăn hiếp như thế nào hả đồ quậy bân hãy đợi đó đi những gì cô đã làm cho tôi tôi sẽ lần lượt trả lại cho cô hết cô tưởng là cô sẽ được như ý nguyện hay sao ít ra bây giờ tôi cũng đã được như ý nguyện rồi còn không mau Đưa cô ấy đi ra khỏi đây đi <laughs> Bây giờ em vui rồi chứ Không phải em đã đập hàng chính vào một cú rất mạnh Trưa Vũ Anh Đủ gì hắn đi nữa Chỉ có mức độ này thôi sao Còn lâu đó Muốn trả lại tất cả những gì em đã gánh chịu Anh muốn đẩy đồ Tuấn Thái xuống dưới Và ngồi vị trí ở đó Anh sẽ trả lại cho em gấp mấy lần Những gì em phải gánh chịu Dĩ nhiên rồi Bởi vì đây chính là lý do em nhường vị trí này cho anh đó Chỉ cần có gì chút Thì sẽ có thể làm lay động Băng trị sữa bên Đô Tuấn Thái rồi nếu bây giờ đã có danh phận rồi thì anh nhất định sẽ chiến thắng đặc biệt là khi có quân diện trời đánh tin cậy như em không phải sao chỉ có lần này chúng ta hãy hợp sức lật đổ đôi tuấn thái đi Nghe nói bà quản trị đã bị lung lai Nhưng ổn chứ Ngày mai phải mở cuộc họp cổ đông phải không Em yên tâm đi Cho dù ba anh có làm gì đi nữa Thì người mới đầu công ty này Lãnh đạo công ty này vẫn là anh Hội đồng quản trị cũng biết được chuyện như này rồi mà Nhưng mà chủ tịch à Anh tuyệt đối Sẽ không để thua phát hiện thành đâu Anh sẽ thắng mà là sao em biết anh ở đây vậy ngày mai không phải chính là ngày họp cổ đông sao em tới văn phòng của anh không thấy anh ở đó thì biết là anh sẽ ở đây rồi còn nữa em cũng cảm thấy anh cần sự động viên của em mà hiền thành à anh nhất định sẽ lên ngôi vua còn em sẽ trở thành dương phi của anh em tin nhất định sẽ như vậy mà đúng vậy lần này anh nhất định sẽ trở thành chủ nhân của vị trí này Cuộc họp cổ đông tạm thời lần thứ 14 của tập đoàn Gangwon sẽ được chính thức bắt đầu. Hôm nay, nội dung của cuộc họp của đồng tạm thời sẽ là sự bãi bỏ và tuyển chọn chức chủ tịch do giám đốc Phát Kỳ Thành đề cập. Đầu tiên sẽ tiến hành bầu phiếu bãi bỏ chủ tịch Đô Tuấn Thái tới thành 9 phiếu, phải đối 6 phiếu từ bỏ hai phiếu do đó bãi bỏ chức chủ tịch việc này được thông qua Vậy là 10 phút rồi bắt đầu tiến hành tuyển chọn chủ tịch mới. phê cho anh rồi, thư ký thôi. Tôi chỉ để sẽ không quên công lao của anh đâu. chắc anh hến hồn có phải không vậy cũng phải em cũng hiểu được tâm trạng của anh hiện giờ ra sao mà biết được thân tính đáng tin của mình không phải người khác mà chính là người của phát hiền thành chắc chắn anh bị đả kích rất lớn đó chủ tịch à anh không sao chứ tôi từng nói rồi sẽ lần lượt, lượt trả hết cho cô mà lần này sẽ tới lượt của ai đây Tuy mẹ không biết cô thăm dò cái gì Nhưng mà mẹ không cần Để mẹ nhìn thấy bà chị đó ăn hiếp mẹ như thế nào nữa sao Hôm nay Không phải cho mẹ thăm dò cái gì đâu Con muốn cho mẹ có được tất cả những gì thuộc về mẹ trước kia thôi Những gì thuộc về mẹ trước kia Là cái gì chứ Căn nhà này Căn nhà này Đây không phải là hối tiếc cả đời của mẹ sao Không thể nhập hộ khẩu nhưng muốn trở thành chủ nhân của căn nhà này, con sẽ cho mẹ sở hữu căn nhà này ngay bây giờ. Quệ bưng. Cho nên trong thời gian con xử lý việc này, mẹ phải kéo dài thời gian giùm con đi. Quệ bưng đang cố gắng làm việc rồi. đây là cái gì vậy con muốn cho mẹ chung sống với mộng sinh mộng sinh dạ ở đây nè đóng cái này vô là được rồi vậy là tôi có thể sống chung với mộng sinh rồi sao đúng rồi đó Chỉ cần đóng ở chỗ này là được rồi Để tôi hỏi mộng sinh đã Có gì mà phải hỏi cổ chứ Cô nhất định sẽ vui mừng lắm đó Mẹ không muốn sống với mộng sinh sao Sống chung với mộng sinh Mộng sinh sao Đúng rồi Nên là mẹ phải đóng dấu vào đây chứ Đây nè à, Buông ra Mấy người muốn tôi ra đi chứ Buông ra đi Mày tưởng nhận à Còn tao đúng lúc lắm đó Họ muốn đuổi tôi ra ngoài kìa đồ quầy bân Cô đang làm gì vậy Cô không mau ra ngoài cho tôi Người phải ra ngoài là cô chứ Không phải tôi đâu Sau này căn nhà này sẽ thuộc về mẹ của tôi Cô nói gì Mẹ hai cho mẹ của tôi căn nhà này rồi cô thấy không? chẳng lẽ cô đã lợi dụng tình trạng của cô giáo để chiếm đoạt căn nhà này hay sao? chiếm cái gì chứ? là tự mẹ hai đóng giấu mà. cô nhìn kỹ đi. đồ quèn bưng, Buông tôi ra. đồ quèn bưng, cô gọi là người hay không vậy? có phải ai đâu? sao cô có thể đối xử với cô giáo như vậy chứ? tôi sẽ không thay cho cô đâu đồ quèn bưng.